Mến chào anh chị và các bạn. Trong video chia sẻ AutoCAD này, thằng Lê sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn hai vấn đề rất quan trọng trong AutoCAD. Vấn đề thứ nhất là anh chị và các bạn phải đánh giá cho được cái chiều cao của chữ cũng như là chiều cao của cái kích cỡ của đường kích thước này nè. Khi in ra một cái khổ giấy nào đó có nhìn thấy rõ hay không? Và khi trong trường hợp giả sử không nhìn thấy rõ, bạn đánh giá được là khi anh giả sử in khổ giấy A3 không thấy rõ thì các bạn phải biết cách để chỉnh hàng loạt trên bản vẽ này, có rất nhiều tab đó, cũng như có rất là nhiều kích thước. Bạn muốn chỉnh hàng loạt cho nó về đúng cái kích cỡ, cho nó lớn lên mà nó đang to quá, các bạn chỉnh giảm nhỏ lại để khi in ra cho nó đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nó đúng chiều cao mong muốn, nhìn bản vẽ nó đẹp, nhìn thấy rõ. Thì làm sao để các bạn chỉnh nhanh được đó, thì cái video này mình sẽ giúp các bạn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đánh giá, vấn đề thứ hai là các bạn phải biết làm cách chỉnh nó hàng loạt cho nó nhanh nha. Rồi mình đi vào vấn đề. Thứ nhất là mình chỉ các bạn đánh giá được cái chiều cao chữ in ra có rõ hay không. Để biết chiều cao chữ in ra có rõ hay không đó, thì trước tiên các bạn phải biết được là khi in ra trên tờ giấy nó cao bao nhiêu. Giờ nó liên quan đến tỷ lệ, thì cái video trước đó, mình đã chia sẻ cho các chị và các bạn là mình nhắm tỷ lệ cũng như là mình điều khiển được chiều cao của chữ để cho khi in ra nó đúng cái chiều cao các bạn mong muốn. Thì mình sẽ để cái link của video trước ngay bên dưới một mô tả, các bạn nhấn vào xem. Đó là một cái video cũng khá hấp dẫn đối với các bạn. Rồi bây giờ mình đi vào vấn đề. Trước tiên các bạn phải biết cái chữ này nè, khi in ra A3, giờ mình giả sử cái mặt bằng này nè, khi in ra A3 cái chữ này nè in có rõ hay không, thì bạn phải biết là trên giấy lúc in A3 nó cao bao nhiêu. Thì cụ thể tối thiểu phải là từ 2 ly trở lên các bạn mới nhìn thấy rõ được, chứ dưới 2 ly các bạn thấy không rõ được chưa các bạn. Cho nên giờ giả sử chiều cao chữ mình chọn là 2.5 ly đi ha, 2.5 ly. Đối với A3 chọn 2.5 ly đó các bạn, vẽ này để nhìn thấy cho rõ. Thì các bạn phải biết nó nằm trên tờ giấy A3 tỷ lệ bao nhiêu. Thì cách nhẩm đối với tờ giấy A3, A cộng ngang là 420 nè, phải chiều cao là 297, rồi chiều ngang nè là 420 nha. Rồi các bạn mới nhẩm tỷ lệ cho nó, bằng đo dùng lệnh DI đó, bạn đo từ đây qua đây có qua bao nhiêu. Rồi bạn thấy distance nó báo là 107, rồi bạn lấy 107, lấy máy tính bạn bấm 107.000, rồi bạn xẹt cho 420 thì nó ra là 254. Thì gần với 254 mình chọn tỷ lệ là 1/300. Do đó sau đó các bạn keo lên cái hình này nè, cái hình chữ nhật này bạn keo lên 300 lần á, là bạn mua vào. Thì đây mình đang chỉ cho các bạn cách tính nhẩm tỷ lệ. Rồi mình biết nó đây là tờ giấy A3, vậy khi in ở tờ giấy A3 cái hình này, cái chữ này nè phải từ 2 ly rưỡi, 2 ly trở lên mới thấy rõ. Ở đây mình chọn 2 ly rưỡi, như vậy mình kiểm tra coi nếu 2 ly rưỡi á, thì cái chiều cao thực tế trên cát là bao nhiêu. Thì video trước mình cũng đã chỉ rồi, mình để cái link ngay dưới bạn coi nha. Lấy máy tính bằng bấm ra, bằng lấy chiều cao 2.5 là chiều cao mong muốn in ra trên giấy đó, bằng nhân cho cái tỷ lệ, bội số của tỷ lệ trong trường hợp này là 300, thì ra là 750. Như vậy là cái chiều cao chữ này nè phải là trên cái này phải 750 ly trở lên thì khi in ra giấy A3 các bạn mới thấy rõ được. Rồi bây giờ bạn kiểm tra coi chiều cao hiện tại nó là bao nhiêu, rồi sau đó mình nếu mà nó đạt 750 trở lên rồi thôi mình không cần phải chỉnh, chọn cái chữ cái nè, gõ LI Enter. Rồi bạn xem cái test 2, test 2 là chiều cao của test. Bạn thấy chỗ này nó báo là 400. 400 vậy là chỉ có mới hơn 750, mới có hơn một nửa của 750 thôi. Như vậy khi in ra nó có khoảng ly mấy á. Vậy là chắc chắn là chữ này in ra A3 sẽ không nhìn thấy rõ, nhưng mình đánh giá được không rõ, khẳng định không rõ. Không rõ rồi, vậy mình phải chỉnh cho nó rõ. Đó ha, vậy mình giải quyết phần test trước. Lát nữa tới phần đêm, tới phần kích thước sao. Rồi bây giờ mình biết chắc là in ra không rõ rồi, mà rõ là 750, mình chỉnh nó bằng cách bằng dùng cái lệnh FI. FI này để chọn hàng loạt chữ ở trên bản vẽ. Nếu mà các bạn không biết công cụ này, bạn phải scale từng cái test thì rất là lâu, rồi dùng lệnh Max Property thì lâu quá. Rồi dùng lệnh FI Enter nó mở ra cái cửa sổ ha. Hiện tại nó đang cái gì đó, mình cứ delete bỏ cái cũ đi rồi nhấn vào đây. Mình lúc này mình chọn cái này là test. Bạn bấm vào bạn tìm đến test. Test. Lúc này mình chọn cần chọn cái test nha. Chữ T, chữ T nó nằm dưới chữ S nữa, R, S nằm ở chữ T đây, test nè. Bấm Add to list nè, là bấm apply. Rồi bấm bo chọn hết bản vẽ này thì cứ có test là nó chọn được chưa? Tại mình muốn chỉnh hết bản vẽ mà. Rồi bạn gõ enter cái bạn thấy nó highlight trước rồi nè, mấy cái chữ bạn thấy chọn hết chưa? Đó. Cái chữ nào nó không chọn là cái chữ đó đang nằm trong block á nha, nằm trong cái block á thì nó không chọn. Rồi nó chọn hết chữ rồi. Giờ làm sao để cho toàn bộ chữ này nó cao lên đúng 750? Đơn giản lắm các bạn. Bạn gõ vào lên scale test nha, scale test, scale test, bạn gõ scale nó hiện ra nè, scale test là đây nè. Rồi nhấn vào.
scale test xong. Bạn chọn cái điểm đặt đó, trong trường hợp này chính là middle center để cho nó lấy điểm đặt ngay giữa chữ dòng chữ luôn, nó không có bị xê dịch cái dòng chữ đi chỗ khác khi các bạn scale. Thì chiều cao hiện tại nó báo cho các bạn là 500, chiều cao mong muốn của mình là nhiêu các bạn? 750, bạn nhập chiều cao mới vào thôi nè. Specify new model 2 đó, nhập vào enter. Rồi xong, toàn bộ test trên bản vẽ này đã được chỉnh lên 750 hết rồi. Công việc còn lại của các bạn, bạn thấy cái chữ nào nó chồng lấn vào nhau bạn mua ra. Tại vì nó lấn vào nhau thì bạn in ra thấy không có rõ, bạn mua ra. Đó. Thì cái chữ này nè, lát nữa bạn in ra ở trên CAD thì 750, nhưng mà in ra trên các tờ giấy chắc chắn là nó sẽ được là 2,5 ly. Như thấy rõ. Rồi đó là cách chỉnh hàng loạt các cái test về đúng cái kích cỡ để khi các bạn in ra nhìn thấy rõ. Bây giờ tới vấn đề thứ hai là mình hướng dẫn tới tiếp tục là mình hướng dẫn các bạn điều chỉnh kích thước hàng loạt cho để in rõ. Trước tiên mình phải đánh giá kích thước, muốn đánh giá bằng kiểm tra cái chiều cao của chữ, tại kích thước quan trọng là cái chiều cao của cái test này nè. Rồi bạn vào nhấp đôi chuột trái vào trong trong, hoặc là bạn có thể chọn đại một kích thước nào đó ha. Bạn copy là bạn ít lót nó ra hết đi, bạn chọn cái test đó, bạn ít lót nó ra đi, ít nó ra, rồi bạn chọn cái chữ nè, bạn gõ li nè, bạn kiểm tra nó đi. Đó, thì bạn thấy là test 2 nó báo 250. 250 như vậy thì in ra cái chữ này nó dưới 1 ly, nó còn nhỏ hơn 1 ly nữa. Vậy in chắc chắn nhỏ hơn 1 ly làm sao mà thấy được, cho nên cái kích thước này chắc chắn là không thấy rồi đó, không thấy gì luôn. Chỉ thấy đen thui, thấy một chấm đen thui thôi chứ chẳng biết nó cái con số bao nhiêu. Rồi bây giờ làm sao để mình chỉnh hàng loạt cái kích thước này để nó to lên. Chiều cao chữ này mà mình cho nó lên 2,5 ly hoặc là 2 ly, giả sử mình lại chẳng 2 ly. 2 ly thì 2 mà nhân cho tỷ lệ bội số là 300 và 600. Cái chữ số này bạn phải nâng nó lên là 600 mới nhìn rõ, được chưa nào? Rồi bây giờ các bạn chỉnh ha. Bạn gõ vào dim scale. Bạn gõ vào dim scale. Nó đang 100. Này bạn thấy nè, nó đang 100. 100 thì nó cao có khoảng 1 ly thôi, chưa tới 1 ly nữa. Giờ bạn cho lên 300. Cho lên 400 thôi, bạn nhân cho 4 lần đó, thứ bạn nhân cho 4 lần cái này nè. 4 lần cái này nè nha, thì bạn sẽ thấy rõ khoảng 3 lần thôi, được rồi, 3 lần được rồi. 3 enter, tại hiện tại nó khoảng 1 ly, nó khoảng 1 ly đó. Enter. Rồi, bây giờ bạn bắt đầu ghi thì nó có mới có cái cỡ này. À, bạn cho bạn phải cho đúng cái kiểu cái thứ này nè, xem cái tên nó là gì. Đây tên của nó, chọn một cái thứ thôi. Thấy tên kiểu hiện lên, bạn tìm đúng tên kiểu đó cho nó hiện diện lên. Rồi mới dim scale nha. Dim scale hồi nãy hiện tại là 100, hiện tại dim scale hồi nãy đó của nó là 100, bây giờ mình nâng nó lên là 300 nha. Rồi bây giờ bắt đầu bạn mới dùng cái chức năng là update nè, dimension update. Nếu bạn xài giao diện ribbon thì bạn cứ xô này ra bằng cách là bạn nhấn vào đây nè, bạn xô menu bar, bạn xô menu bar thì nó sẽ hiện cái thanh menu ra, nó có cái mục dimension và update. Rồi bạn bôi chọn hết toàn bộ cái bản vẽ này thì nó dướng qua dim à, nên nó sẽ tìm hiểu dim, nó sẽ dính dim cho các bạn thôi. Rồi enter một cái. Sau khi chọn xong rồi bạn chờ chút xíu cho nó hiện ra, cho nó kết thúc chọn cái. Rồi gõ enter. Xong, toàn bộ kích thước trên bản vẽ này đã được chỉnh theo cái size mới rồi này, bạn thấy chưa? Cái chiều cao chữ này hiện tại bây giờ lát in ra nó sẽ đảm bảo là 2 ly cho các bạn đó. Được chưa nào? Thì mới đảm bảo rõ chỗ nào nó chồng chéo thì các bạn mua nó ra. Bạn mua nó ra, tại khi in khổ giấy nhỏ bạn phải chịu thôi. Bạn phải chịu khó bằng canh chỉnh mấy cái chỗ nào bị chồng lấn bằng canh nó ra. Rồi đó là vừa rồi thằng Lê vừa hướng dẫn cho anh chị và các bạn biết cách đánh giá được cái chiều cao chữ cũng như là cái dim trên cái bản vẽ hiện tại. Bản vẽ này có thể là khách hàng của các bạn gửi tới hoặc là một ai đó gửi cho các bạn. Và trước khi in thì các bạn không có biết là nó có rõ hay không, cho nên các bạn phải làm cái việc này, được chưa nào? Rồi video này thằng Lê xin kết thúc tại đây và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những bài chia sẻ khác.